Vâng, Linh Kiện 789 xin chào anh Lê Thanh Hải ở Nghệ An và xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì em sẽ test rất là nhiều sản phẩm cho anh Hải. Anh có đặt bên em đầu tiên là một cái động cơ quạt không chổi than 12V V1. Một cái dây rắc nhá, dây rắc kết nối để điều khiển cái động cơ quạt V2. Chắc có lẽ là anh mua cái động cơ quạt V2 bên em đơn hàng trước rồi. Sau đó nó bị lỗi dây hay là bị hỏng gì đó thì anh muốn mua cái khác về anh cắm, hay là không biết là mua về để dự trữ hay là mua về để thay thế. Rồi tiếp theo nữa là anh mua bên em là một cái mạch mạch khuếch đại công suất 840W mà bên em có quay ở trên kênh Thanh Lý 789 ấy. Đây là cái mạch số 03 nhé. Và anh có mua tiếp một cái nguồn cái mạch kích điện từ 12V bình ắc quy lên 28V đôi để cấp nguồn cho cái mạch này nó hoạt động luôn. Có thể là về nhà anh thiết kế làm loa kéo hay là sử dụng trên ô tô hay cái gì đó. Rồi và sẵn trong video test hàng của anh thì em cũng sẽ test luôn cái dây rắc này cho anh luôn. Đây, như bên em tăng lên thì này, quay này. Động cơ V2 này. Đấy. Giảm này. Tắt hẳn này. Rồi, ok. Như vậy là cái dây rắc quạt 12V không chổi than V2 của bên em là em hoạt động bình thường anh nhé. Cái dây rắc này hoàn toàn bình thường này. Ok, để sang một bên. Tiếp theo nữa là cái sẵn đây thì em test luôn cái động cơ V1 nhé. Chỉ kẹp nguồn vào đây chúng ta test luôn thôi mà. Cái sản phẩm này nói chung là bên em đã đấu chống ngược cực các thứ rồi nên là nó cũng an toàn, không vấn đề gì cả. Đấy. Chỉ việc cấp cấp điện vào dùng luôn thôi. Hai cái động cơ này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng điện từ 12 đến 24V được anh nhé. Anh có thể sử dụng nguồn 24V hoặc là dùng 12V cũng ok, không vấn đề gì. Sản phẩm này nó dùng rất là bền, bền hơn cái quạt điện cơ rất là nhiều. Nên vì vậy là cái giá của cái động cơ này nó ngang bằng một cái quạt mới điện 220V luôn đấy. Và nếu như anh em mà muốn sử dụng hàng ngày mà khi có điện lưới á, thì ta mua thêm một cái cục adapter 12V 2A hoặc 12V 3A. 12V 3A là bền nhất. Chúng ta sử dụng cho nó hàng ngày. Còn nếu mất điện chúng ta kẹp vào bình ắc quy. Đấy, chúng ta có sẽ rất nhiều cách sử dụng khác nhau. Nếu anh em nào mà sử dụng cho hệ năng lượng mặt trời mà dùng bằng các cái động cơ này rất là tiết kiệm điện. Bởi vì công suất của nó rơi vào khoảng tầm dưới 20W thôi. Rồi, hai cái này là ok này, em để ra này. Rồi và trong video này tất nhiên là cái mạch này thì em đã test trong cái video thanh lý rồi. Nhưng mà tiện ở đây thì em đằng nào em chả test cái mạch này thì em gắn vào em test luôn cho anh combo luôn nhá. Hướng dẫn cho anh cách để kết nối luôn cho nó an toàn. Mạch đây là mạch mạch tăng áp từ 12V bình ắc quy lên thành 28V đôi nhé. 28V đôi để chúng ta cấp nguồn cho cái mạch công suất mà. Thì mạch công suất lớn thì bao giờ nó cũng sẽ phải dùng cái nguồn nguồn đối xứng và nguồn điện áp của nó rất là cao. Chứ chúng ta không thể sử dụng trực tiếp 12V mà vào để hát công suất lớn được. Rồi bây giờ thì em hướng dẫn anh cách sử dụng này. Bây giờ cái mạch chúng ta sẽ để theo hướng như thế này. Ở trên đó nó cũng sẽ có ký hiệu anh ạ. Để theo hướng như thế này, cái miếng tản nhiệt, các cái tản nhiệt của con MOSFET nó hướng về bên bên trong người mình nhá. Thì bên trái này có cái hai cầu chì xanh xanh này là cái đường điện để chúng ta cấp 12V đi vào cái mạch này. Ở trên mạch này nó ghi rất rõ là DC cộng 12V. Đây là chân dương của bình ắc quy 12V. Anh cứ đấu chân dương bình ắc quy 12V vào đây luôn nhá. Chân ngoài cùng này có cái ký hiệu là PGND. Thì cái chân này là chân chân âm 12V. Anh đấu chân âm 12V luôn vào đây. Khi anh đấu dương dương và âm 12V vào đây thì mạch nó vẫn chưa hoạt động đâu. Ở giữa còn một cái chân có ký hiệu là RM. Thì cái chân này là cái chân kích nguồn cho cái con IC xung này nó hoạt động, thì khi đó mạch mới hoạt động. Thì cách chúng ta lắp như thế nào? Bây giờ một cái công tắc nó sẽ có hai chân. Thì hai chân này, một chân anh sẽ đấu vào chân dương là chân bên trong cùng này. Một chân còn lại công tắc là anh đấu vào chân giữa. Thì khi nào chúng ta bật công tắc
thì khi đó hai cái chân này nó chạm với nhau, có nghĩa là chân dương và chân giữa nó sẽ thông với nhau, thì từ đó mạch mới bắt đầu làm việc. Đấy, như vậy là chúng ta làm theo cách này thì nó sẽ khởi động mềm. Vì vậy là công tắc anh dùng cái công tắc rất nhỏ cũng được thôi, không cần phải dùng công tắc lớn. Công tắc chẳng hạn như công tắc 1A đến 2A cũng được, không vấn đề, phải không cần phải công tắc lớn. Bởi vì là nó chỉ là cấp nguồn cho cái con IC sung này thôi. Nên là con IC sung nó ăn nguồn không hết mấy đâu mà. Còn nếu như chúng ta mà đấu trực tiếp kiểu như là công tắc cả nguồn đầu vào á, thì nó là công tắc khởi động dòng điện rất là cao. Vì vậy nhà sản xuất người ta ra cái chân khởi động mềm này cho nó an toàn cho cái công tắc. Rồi, và trong cái video này thì em sẽ sử dụng bằng một cái sợi thiếc. Em sẽ câu từ chân dương sang chân giữa và cấp nguồn dương sang đây, nguồn âm sang đây của bình 12V để nó cách ra nhé. Đấy, em không làm công tắc. Còn bên phải này sẽ có hai cái cặp, ba cọc. Cái cặp đầu tiên là VCC trừ này. Đây là chân âm, âm 28V. VCC cộng này, đây là chân dương 28V. Còn chân giữa là chân 0V. Đấy, chân giữa là 0V, chúng ta hay gọi là chân mát. Tiếp theo bên đây là cái cọc, cặp cọc 3 chân này là cái nguồn phụ cộng trừ 15V. Thì bên trong, bên dưới mạch này nó ghi rất rõ là cộng trừ 15V này. Anh đấu cho đúng nhá. Rồi bây giờ đầu tiên này, em sẽ để theo hướng này luôn. Đầu tiên thì em sẽ kết nối cái chân dương này và cái chân giữa này được thông với nhau qua một cái sợi thiết. Giống như là bây giả lập cái tình huống là bây giờ chúng ta đang bật công tắc nhé. Giả lập nhé. Rồi. Tiếp theo, bây giờ cái đầu ra này. Đầu ra chúng ta sẽ sử dụng như sau. Anh để cái mạch 28V đôi này nằm bên trái này. Cái mạch 420W nằm bên phải này. Sau đó chúng ta cần ba cái sợi dây để chúng ta kết nối với nó với nhau. Thì trong ba cái chân này thì anh cứ đấu song song qua cho em. Quan trọng nhất là cái chân giữa chúng ta cần phải đấu đúng. Chân giữa là chân GND là chúng ta phải đấu đúng. Còn lại hai cái chân V cộng và V trừ chúng ta có thể đảo như thế nào cũng được. Đây, trong trường hợp này bắt đầu là em sẽ nối cái chân giữa đầu tiên này. Chúng ta phải nối chân giữa đầu tiên để cho nó đỡ bị nhầm. Rồi, chân giữa của mạch công suất 840W chúng ta sẽ đấu với chân giữa của mạch tăng áp. Xong, chân giữa đã xong. Còn lại hai cặp chân này anh có thể đảo ngược, đảo xuôi cũng được, không vấn đề. Bởi vì là ở trên mạch công suất này nó đã có hai con diode rồi. Nó sẽ, chúng ta có đấu ngược đi nữa thì nó cũng vẫn lọc đúng âm dương vào cho mạch thôi. Đây, cái chân chân C cộng này, VCC cộng này. Em đấu vào cái chân bên đây luôn cho nó dễ, đấu song song luôn nhé. Các cái chân này anh nên vít thật chặt lên để tránh trường hợp là trong quá trình nó sử dụng đó, nó đập loa nó rung đấy thì nó không bị rơi, nó không bị bung ra cái rắc này, à các cái chân này để dẫn đến chạm và chập lại hư mạch mất. Rồi, chúng ta dùng cái tô vít chúng ta vặn chắc lại. Ok, như vậy là cái phần đấu nguồn cho cái mạch công suất này đã xong. Bây giờ đến phần kết nối tín hiệu âm thanh. Âm thanh thì bây giờ em sẽ lấy lấy cái rắc này, rắc ba chân, em kết nối với mạch công suất này. Và đầu nhạc này thì em lấy từ nhắc rắc AV nhé. Ok, như vậy là cũng đã xong luôn cái phần kết nối tín hiệu đầu vào rồi. Còn bây giờ nguồn cấp vào. Cấp vào em dùng nguồn 12V nhé. Cái chân dương em sẽ đấu vào chân dương này. Đó. Cái chân âm này, em sẽ kẹp cái phần còn lại, cái chân còn lại là chân âm. Tại vì ở đây cái thiết này em đã đấu rồi á, thì bây giờ em cấp nguồn vào là mạch nó hoạt động luôn. Chứ còn nếu mà chúng ta mà tắt công tắc thì nó sẽ không chạy đâu. Đấy. Như vậy cấp nguồn vào cái là nó sẽ kích điện luôn ra đây. Còn nếu như bây giờ cái tiếp điểm cho cái dây thiết mà đi ra chân giữa này, chỉ cần hở ra cái thôi là mạch nó không chạy luôn. Bây giờ em giả lập cái tình huống là anh tắt công tắc nhá. Bây giờ em giả lập tình huống anh tắt công tắc này. Chúng ta tháo chân giữa ra, chúng ta nâng cái thiết điểm này ra, thì chúng ta sẽ thấy là mạch nó không hoạt động nữa. Đấy, anh thấy hở rồi nhá. Mặc dù chân dương nó vẫn đang đấu vào đây, chân âm nó vẫn đấu vào đây, nhưng mà cái dương chưa câu sang chân giữa thì nó sẽ không chạy đâu. Bây giờ em giả lập bằng cái cách là bây giờ chúng ta đóng công tắc này thì nó sẽ thông hai chân này với nhau này, thì đó, mạch nó bắt đầu hoạt động. Như thế cho anh dễ hiểu nè. Rồi, ok, bây giờ là
kết nối nguồn tín hiệu xong rồi, mạch chạy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đồng hồ chúng ta đo xem là cái mạch tăng áp này nó có ra đúng đủ không, hay là nó sai sai nguồn. Ok. Bây giờ em đo hai chân hai bên này. Hai chân hai bên nó sẽ có cái điện áp 50V. Chân giữa và chân trái này. 25V, chân giữa và chân phải này. Cũng 25V. Như vậy là khi có tải vào đây á, quạt quay các thứ là nó sẽ bị tụt áp một chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết nối nhạc vào và xem nó khi nó hát lên thì điện áp nó có tụt xuống nhé. Đối với một cái mạch này thì chúng ta hoàn toàn thoải mái có thể đánh được một đôi bass 30 cồn 63 trở xuống. Còn hoặc là chúng ta đánh hai đôi bass 25 hoặc hai đôi bass 30 cũng ok. Rồi bây giờ em vào trong YouTube em tìm cái bài Electrolyte của NSC hay NCS gì đó. Cái này thì em đang kết nối điện thoại với một cái cục thu Bluetooth ở kia. Sau đó nó đưa cái con tín hiệu ra đây nhé. Loa em chưa đấu đâu, lát nữa em đấu vào sau. Rồi cho âm lượng nhỏ này. Bây giờ thì em sẽ cho loa vào. Cho kênh trái nha. Đấy. Rồi cho kênh phải này. Rồi ok. Như vậy là chúng ta đã biết được là hai kênh nó đều hoạt động anh nhá. Sau khi nó hoạt động hai kênh thì bây giờ em sẽ đấu. Vì cái mạch này em đã test rồi nên em không muốn test kỹ làm gì cả. Chẳng qua là làm như vậy để cho anh xem cái video này cho nó yên tâm thôi. Còn bây giờ em sẽ đấu cả hai kênh vào cho nó hát luôn để chúng ta mở mắc công suất lên xem như thế nào nhé. Và hiện tại em đang đánh một đôi loa bass 25 BMB. Thì cái bass 25 BMB này là cái em đã thay cái đôi bass rồi. Nó sử dụng bass bằng màng vải. Và cái côn của nó là côn 63. Bass 25 côn 63 nhá. Nó đánh mạnh lắm. Anh chỉ cần lưu ý cho em này. Vì nó sử dụng công suất lớn á, nên là cái đầu vào điện áp của bình 12V này nó cần một cái dòng điện rất lớn đấy. Nên về nhà anh sử dụng cho em cái dây ít nhất là dây 1,5L đơn nhá. 1,5L đơn cho đến trở lên. Để cấp nguồn đầu vào cho nó đỡ bị nóng dây, nó bị tụt áp đấy. Nó tụt áp thì cái mạch này nó sẽ không chạy, thì mạch này nó cũng không hoạt động luôn. Ok, tăng lên này.
Ok, như vậy là hai cái mạch này chúng ta cùng ghép với nhau thì nó hoạt động rất là tốt. Vì bản thân em lấy cái mạch tăng áp này về á, chủ yếu là để bán chung với những cái mạch khuếch đại công suất của cái con IC TDA 8954TH này thôi. Bởi vì là cái con IC này á, nó chạy nguồn từ 20 V đôi cho đến 30 V đôi. Và cái nguồn tốt nhất chúng ta sử dụng là từ 24 cho đến 28 V đôi. Vì vậy là em lấy cái nguồn 28 V đôi này về. Thì khi chúng ta cho vào đây tải nó bị tụt áp xuống, khi nó đánh, loa nó đánh, nó còn rơi vào khoảng tầm 23 đến 25 V đôi. Nó rơi vào tầm như thế. Thì lúc nãy em đo khoảng tầm 46 cho đến 48 hay 47 gì đó. Nó đánh, nó tụt áp xuống đấy. Thì nó vẫn đang nằm trong cái ngưỡng giải điện áp của nó hoạt động tốt mà. Vì vậy là cái mạch này về mà chạy với cái mạch 840W này nó cực kỳ hợp lý luôn. Mà hơn nữa là cái lắc D ấy, thì nó đánh, nó không hao nguồn. Nên khi chúng ta mà thiết kế loa kéo hoặc là thiết kế những cái gì đó mà nó di động ấy, mà dùng bằng bình ắc quy ấy, thì nó rất là hoàn hảo. Rồi cái jack tín hiệu này thì em khuyến mại cho anh vào đây luôn nhé. Để cho anh lấy cái kết nối tín hiệu. Ok. Căn bản nhất là ba cái dây nguồn cấp vào anh cứ cấp đúng thì cứ thế chúng ta sử dụng thôi, chả có vấn đề gì cả. Chỉ sợ nhất là hôm nay mình nhầm chân, mình đấu sai một cái mà chỉ cần cấp nguồn vào là làm cái đột luôn. Rồi. Hiện tại cái chân ba cái chân nguồn đầu ra 15 V đôi này thì là nó đang ra với một cái dòng điện rất là thấp. Cái dòng điện của nó chỉ đủ để cấp cho một mạch mic hoặc là một mạch âm sắc sử dụng 15 hoặc 12 V đôi thôi. Còn nếu như anh muốn sử dụng cả mạch mic âm sắc, cả mạch master gì đó, nó kiểu là hai ba mạch gì đó, hai mạch trở lên ấy, thì chúng ta phải cần bổ sung thêm một con điện trở ở phía sau này. Thực ra cái nguồn đôi này là nó lấy từ cái nguồn chính 28 V đôi này, nó hạ xuống thành 15 V đôi. Ở trên đây nó sẽ có hai con điện trở ngay mặt sau này. Điện trở này, điện trở dán có cái ký hiệu là 222, 222 đấy. Bên đây cũng có một con 222 này. Thì con này là 2K2. Đấy. 2K2 là 2200 ohm đấy. Nếu như anh muốn mà nó chạy được 2-3 mạch luôn á, thì anh thay cái con điện trở này thành con điện trở khoảng tầm 600 ohm cho đến 800 ohm gì đó. Nhưng mà cái con điện trở đó 6 đến 800 ohm, công suất của con điện trở nó rơi vào khoảng tầm 5W trở xuống nhá, khoảng tầm 4-5W gì đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng được nhiều mạch hơn. À rồi, như vậy là cái mạch này thì có ký hiệu này. Ký hiệu chức đánh đang để nguyên luôn này, 03 nhá. Mạch 03. Anh có thể xem lại video ở trên kênh Thanh Lý là sẽ thấy. Rồi. Thế còn cái mạch này thì bây giờ lúc nãy định không bóc nhưng mà rồi cuối cùng rồi cũng phải bóc ra. Cũng phải bóc ra để anh đánh dấu ký hiệu chứ. Muốn để như thế này để chuyển đến cho anh cho nó mới. Cái ký hiệu này chẳng qua là đánh để cho các anh yên tâm rằng là em sẽ gửi cái mạch này cho các anh chứ không phải là như một số đơn vị khác làm ăn vớ vẩn. Là test một đàng thì lại gửi đi một nẻo. Test một cái gửi một cái khác. Bên em thì không bao giờ có cái chuyện đó anh nhé. Rồi ok, bây giờ trên đây là ký hiệu của mạch tăng áp. Anh nhìn các cái vết mực nó đi, nó thanh, nó mảnh như thế nào, nó đi đến cái điểm nào, nó đụng vào cái chân VC nào, thì chúng ta không thể đánh lại được một cái ký hiệu giống như thế này được. Rất là khó. Giống như chữ ký á. Rồi ok, như vậy là để cho các khách hàng, bên em sẽ có cái cách như thế này để cho khách hàng yên tâm. Rồi như vậy là em xin cảm ơn anh Lê Thanh Hải đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm của bên em. Và rất cảm ơn anh đã theo dõi video. Nếu như bạn nào mà xem video này muốn mua các sản phẩm trên video này á, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là linhkiện789.vn. Ngoài ra thì bên mình có bán hàng ở trên Sendor, Shopee, Lazada. Các bạn lên đó tìm kiếm với cái từ khóa là linhkiện789 là sẽ thấy shop bên mình nhé. Hoặc là đơn giản nhất các bạn có thể xuống phần bình luận video này. Các bạn sẽ thấy một cái link mua hàng ở dưới đó. Các bạn xuống đó tích vào link mua hàng cũng được. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn anh Hải. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.